Ok, hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use. Và trong cái tập DeFi Use tuần này, chúng ta sẽ tiến hành trải nghiệm một cái sản phẩm có tên là Zigzag Exchange. Thì dạo gần đây chắc là anh em đã nghe quá nhiều về cái từ khóa Layer 2, các cái giải pháp giúp tăng tốc độ giao dịch trên Ethereum rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Zigzag Exchange trên các cái nền tảng Layer 2 và để xem cái tốc độ giao dịch cũng như là cái phí giao dịch nó được cải thiện như thế nào trong cái sản phẩm này nha. Rồi thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu xuyên intro. Rồi thì đây là trang chủ của Zigzag Exchange. Thì anh em có thể bấm vào cái nút Start Trading này để chúng ta vào cái giao diện để trade. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ test cái sản phẩm Zigzag Exchange này ở trên cái nền tảng là zkSync. Thì zkSync nó là một giải pháp layer 2 giúp tăng cái tốc độ giao dịch ở trên Ethereum ha. Thì như thường lệ thì chúng ta sẽ vẫn phải kết nối ví và trang bị cho mình một ít token, một ít coin để trả phí gas. Thì đây là cái giao diện của zkSync. Anh em có thể bấm vào đây, Open Wallet, và kết nối ví Ethereum của mình vào. Thì ở đây chúng ta có cái giải pháp là MetaMask. Thì vì zkSync nó là một cái giải pháp tương thích với EVM, cho nên là các cái ví định dạng Ethereum thì hoàn toàn có thể kết nối được với zkSync một cách rất là dễ dàng ha. Thì ok, thì bây giờ ở đây chúng ta có thể thấy là cái balance ở trên L2, tức là cái số dư ở trên L2 của mình hiện tại đang là 0,018 ETH và 22 đô la. Thì thì để có thể nạp tiền từ L1 lên thì chúng ta bấm vào cái nút Add Fund này nè. Và chúng ta chọn token là Ethereum và chúng ta Add Fund thôi. Còn nhưng mà trong cái trải nghiệm sản phẩm Zigzag này thì mình khuyến khích anh em là nên dùng cái cầu nối của riêng Zigzag luôn, để mình tăng được cái khả năng trúng retroactive sau này ha. Thì mình bấm cái nút Collect Wallet nè, ở trong cái giao diện cầu nối. Rồi chúng ta chờ một xíu cho cái hệ thống nó kết nối ví của mình vào ha. Thì ở đây cũng sẽ là mình nạp Ethereum từ L1 lên L2 zkSync ha. Thì mình chờ. Rồi thì anh em muốn nạp bao nhiêu thì có thể bấm cái số dư của mình vào, ví dụ như 0.01 chẳng hạn. Thì có thể bấm xong rồi bấm transfer và thực hiện các cái thao tác là xác thực thì mình có thể chuyển tiền lên được Zigzag ha. Và một cái lưu ý là anh em nên canh cái lúc gas nó rẻ để chuyển tiền cho nó đỡ tốn cái phí đi lại giữa các cái layer. Rồi thì sau khi mà đã chuyển được tiền lên rồi, giống như mình đây thì mình bên này thì mình đã có cái số dư là Ethereum trên Zigzag rồi, thì chúng ta sẽ back lại với cái giao diện trade bên này. Thì hiện tại thì cá nhân mình nhận định thì cái sàn này cũng đang có một cái giao diện nó khá là thô sơ và cũng không có gì đặc biệt lắm. Tuy nhiên là trong cái video lần này thì mình muốn nhấn mạnh đến cái tính rẻ và cái tốc độ xử lý của các cái giải pháp layer 2 ha. Thì anh em thấy thì giao diện nó cũng bình thường thôi, thì cũng là các cái sổ lệnh nó quá quen thuộc với nhiều anh em tham gia crypto rồi. Thì ok, cái đó là cái vấn đề mà sản phẩm sẽ họ sẽ cố gắng để họ cải thiện sau này. Còn cái vấn đề hạ tầng là cái vấn đề tốc độ xử lý thì sẽ là cái vấn đề chính mà mình muốn nhắc đến hôm nay. Rồi thì hiện tại là mình đang có USDT đúng không, thì mình sẽ ưu tiên là mình swap sang USDC trước ha, để chúng ta có được KPI về giao dịch, số lần giao dịch cũng như là cái volume. Rồi thì ở đây chắc là nhiều anh em đã quá quen rồi, thì mình bấm nè, mình chọn 100% USDT và mình mua USDC ha. Rồi thì cái phí giao dịch nó đâu đó khoảng 1 đô cho một giao dịch và nó cực kỳ rẻ. Và anh em để ý cái tốc độ ha, lưu ý là mình đang giao dịch ở trên một cái hệ sinh thái nó rất là mắc, đó là Ethereum. Và cái tốc độ xử lý trên Ethereum thì nó quá chậm. Nhưng anh em để ý nè, đây chúng ta đã fill được lệnh mua USDC từ USDT
và cái tốc độ nó rất là nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta có USDC rồi thì anh em nào mà để ý thì mình cũng hay nói là chúng ta nên có những cái giao dịch nó đa dạng một xíu, chứ đừng cày volume, đừng chú trọng cày volume từ USDC sang USDT, thì rất là dễ bị dự án họ họ liệt kê mình vào danh sách bot á. Thì ok, thì mình sẽ đổi sang cái cặp là USDC và ETH ha. Rồi thì ở đây chúng ta đang có 21 USDC đúng không? Thì cái lượng ETH chúng ta có thể được mua được là 0,005. Rồi, chúng ta thực hiện đúng cái thao tác hồi nãy thôi. Đây, chúng ta buy này. Rồi, sign cái giao dịch này. Và phí là nó sẽ tính fix là một đô la. Ồ, ở đây có một cái vấn đề gì đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử, hình như hồi nãy là cái hệ thống nó bị quá tải á. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử lại nha. Mua USDC, mua ETH bằng USDC. Rồi, đã fill rồi. Và cái giá fill là 4013. Rồi thì rất là nhanh anh em thấy không? Thì bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ thử ở bên cái phía bán này cho anh em theo dõi ha. Thì mình sẽ bán ra 25% Ethereum mình đang có này. Rồi mình bấm lệnh sell. Đây, tiếp tục sign. Đây, hệ thống nó hơi lỗi, anh em cũng có thể thấy ở đây nó swap lần đầu thì nó hay bị lỗi. Hôm bữa thì mình có đọc được một cái thông báo từ Zigzag, đó là hệ thống của họ phải ngưng 20 phút gì đó. Không biết là có cái trục trặc kỹ thuật gì ở dưới, thì anh em có thể theo dõi trên Twitter của họ để biết thêm thông tin ha. Rồi thì đây là cái lệnh mà mình đã hoàn thành. Thì nó bắt đầu nó trả về cái số dư USDC cho mình rồi, thì anh em có thể thấy ở bên này. Ok, thì đó là những cái thao tác cực kỳ đơn giản với Zigzag Exchange ha. Thì anh em có thể lên dép tiền và test thử cái sản phẩm này để nhận về cái cơ hội có retroactive sau này. Hiện tại thì bên Zigzag họ cũng đang phát triển một cái nhánh sản phẩm ở trên Starknet, thì anh em cũng có thể tham gia test ở trên Starknet. Thì có một cái lưu ý, đó là Starknet nó không tương thích, hiện tại vẫn chưa có cái giải pháp tương thích với EVM, cho nên là cái thao tác kết nối ví thì nó vẫn khá là phức tạp. Thì nếu mà có điều kiện thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn anh em kỹ hơn về cách tương tác với Starknet. Thì Starknet nó mới vừa ra cái mainnet gần đây thôi, thì đây cũng là một cái giải pháp layer 2 cũng rất là tiềm năng. Và cái công ty đứng đằng sau cái giải pháp này là Starkware, thì liên tục có những cái retroactive nó rất là khủng thời gian gần đây. Anh em tham gia thị trường thì chắc cũng đã biết đến Immutable X ha, rồi DYDX, thì đó là những cái giải pháp mà được Starkware hỗ trợ phát triển. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào vạch sâu thêm một xíu nữa. Thì ở đây anh em thấy này, có cái nút donate này, thì anh em bấm vào ha, thì nó dẫn chúng ta đến cái grant của Gitcoin. Thì đây là một cái chương trình hackathon, và anh em có thể tham gia donate cho Zigzag. Thì ở đây nè, cái chỗ này nè, anh em có thể bấm add to cart và check out tại đây. Thì anh em có thể donate tiền cho Zigzag Exchange ha. Thì chắc là nhiều anh em đã quá quen thuộc với cái thao tác donate ở trên Gitcoin rồi. Thì để mà tăng cái tỷ lệ trúng retro sau này, nếu như mà dự án có ra token, thì mình khuyên anh em là nên có một cái bước sâu hơn một xíu, đó là donate cho dự án ở cái step này. Thì mình không biết là cái video này kịp ra trước cái lúc mà hackathon của Gitcoin nó kết thúc hay không. Nhưng mà maybe là nếu như mà có cơ hội thì và kịp á, thì anh em nên tham gia donate cho Zigzag. Maybe là trong cái đợt hackathon lần sau thì họ vẫn còn tham gia, thì anh em cũng có thể chăm chút làm thêm một xíu cẩn thận hơn để tăng cái tỷ lệ trúng cho mình ha. Rồi, ok, thì như vậy là chúng ta đã cùng đi qua rất là nhiều cái bước để test cái sản phẩm Zigzag Exchange. Thì hy vọng là
cái video lần này mang lại nhiều giá trị cho anh em. Thì nếu như mà video này hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị cho anh em thì hy vọng là anh em có thể bấm cái nút like cũng như là cho con số 8 một subscribe ở phía dưới ha. Rồi thì mình là Nguyên, hy vọng là sẽ được sớm gặp lại anh em trong một tập mới của DeFi Use.